Các bé ơi, đây là em bé Thiên Thần đấy các bé ạ. Chị và các em hãy cùng nhau tô màu bức tranh này nhé. Chị sẽ tô tóc của em bé màu vàng và đôi cánh chị sẽ tô màu hồng nha các em. Thank you.
This old man came rolling home. This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played seven, he played knick-knack up in heaven with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played eight. Các bé thân mến, chị Dâu Tây đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi đấy. Nếu các bé thích bức tranh của chị thì hãy ấn nút like hoặc comment cảm nghĩ của các em nhé. Các bé hãy ấn subscribe màu đỏ để đăng ký kênh BBTV Kids và ấn vào những hình ảnh trên video để xem tiếp các clip tô màu tiếp theo. Sau đây chị sẽ hướng dẫn các bé nhé. Các bé hãy kích vào đây. Và ở đây nữa nhé.